Nếu trong may một ngày điện thoại thông minh của các bạn hết bộ nhớ thì đừng quên tham khảo thương hiệu SanDisk với rất nhiều thiết bị hỗ trợ mở rộng bộ nhớ cho điện thoại thông minh. Chào mừng 500 tỷ anh em đã quay trở lại. Đây là chiếc Nokia 7.2 và như anh em yêu cầu thì đây là bài đánh giá chi tiết về camera của chiếc máy này. Chiếc máy khá là hot thời gian gần đây với hơn 6 triệu có rất nhiều thứ ngon từ thiết kế, từ phần cứng, từ màn hình, vân vân và mây mây. Nhưng mà có vẻ như cái anh em quan tâm hơn cả thì đó là camera. Cụm 3 camera lồi lên khỏi mặt lưng như thế này thì liệu nó có ra cái gì hay không, và chúng ta cùng nhau bắt đầu ngay sau intro. Như video hôm trước thì mình đã nói chiếc máy này mình mượn Hoàng Hà Mobile, và nếu các bạn xem xong video có nhu cầu đặt mua một chiếc thì hãy check link dưới phần mô tả video. Không chỉ Nokia 7.2 mà rất nhiều Nokia khác đến nơi Hoàng Hà Mobile đọc pass mã số theo. Và đây, trước khi bắt đầu cái nội dung về camera, chúng ta cùng nhau lướt qua những cái thông số để phòng các bạn nào không nhớ. Thì chúng ta có camera chính là 48 megapixel f1.8, 8 megapixel f2.2 là camera phụ góc siêu rộng 13 mm, và 5 megapixel là camera phụ sử dụng làm cảm biến chiều sâu. Tất cả thì đều sử dụng ống kính của Zeiss thì chất lượng sẽ rất là xịn sò đấy. Nhưng mà liệu có xịn sò không? Mà đây camera trước nữa là 20.f2.0 và cũng là ống kính Zeiss luôn. Đầu tiên hãy nói về giao diện camera thì chúng ta chạy Android One trên chiếc máy này mà, thế nên nó khá là cơ bản, dễ dùng và nó có những cái tính năng cần thiết ở sẵn ngay màn hình. Ví dụ chúng ta có thể bật tắt HDR, bật tắt đèn flash, bấm thời gian đếm ngược để chụp ảnh, vân vân mây mây thì đều đầy đủ trên giao diện chính. Vào sâu trong phần cài đặt thì chúng ta có thêm khá nhiều thứ linh tinh, ví dụ như chỉnh độ sâu ảnh này, hỗ trợ bật tắt RAW này, bật tắt AI này, kích thước, độ phân giải của ảnh, video vân vân. Và chúng ta có đầy đủ các chế độ thường dùng như là chụp ban đêm, chụp time lapse, quay video slow mo, chụp panorama, chụp ảnh đêm, chụp ảnh chuyên nghiệp, và có đương nhiên là chế độ chụp ảnh xóa phông. Ok, bây giờ là về chất lượng của camera. Mình cảm thấy nếu các bạn chụp ngoài trời ở điều kiện đủ sáng thì ảnh nó cho ra chi tiết khá tốt, nhưng nó sẽ thường bị cháy nhẹ ở các vùng sáng, và cái màu sắc tổng thể của tất cả các ảnh nó thường hơi lạnh so với thực tế. Ở điều kiện ánh sáng phức tạp hay chụp ảnh thiếu sáng ở trong nhà chẳng hạn thì đôi khi ISO bị đẩy lên cao một cách khá vô lý, khiến ảnh bị nhiều noise hơn cần thiết. Ví dụ như bức ảnh mình chụp cái tượng mèo bằng sứ ở đây, không hiểu vì sao máy quyết định cho tốc lên tận 1/500 và ISO tận 3200, quá vô lý, thế nên rất nhiều noise. Nếu các bạn thường xuyên chụp ảnh thiếu sáng hoặc những điều kiện ánh sáng phức tạp thì theo mình thấy các bạn cần phải cân nhắc lại chiếc máy này. Bởi vì khi những điều kiện như vậy, ảnh thường cho ra khá bết nếu ánh sáng không đủ. Bật HDR lên nó sẽ giúp được phần nào, chi tiết ảnh rõ ràng hơn nhưng không đáng kể. Nhân tiện nói về HDR nhé, thì nếu bật chế độ này, ảnh sẽ cho nhiều chi tiết hơn ở điều kiện đủ sáng. Còn thiếu sáng như mình nói không đáng kể, nó sẽ ít bị cháy sáng hơn và vùng tối được kéo lên đáng kể, nhưng vùng sáng thì không được kéo lại nhiều. Và bây giờ là chất lượng video. Chúng ta có thể quay video độ phân giải tối đa là 4K ở 30 khung hình một giây, có chống rung điện tử nhưng không có chống rung quang học OIS, và khả năng chống rung điện tử thì khá tốt. Nhưng nếu tinh ý, các bạn sẽ có thể dễ dàng nhận ra chiếc máy nó đang can thiệp vào khung hình để giảm rung cho video, thế nên thi thoảng các bạn sẽ thấy hình nó hơi bị méo ở một số góc. Chất lượng mic thu lại thì ở mức vừa phải, vẫn còn khá là nhiều tạp âm, nó không khử hồn tốt lắm. Và ngoài ra khi quay video cả chụp ảnh nữa, chúng ta có tính năng gọi là PIP, gọi là picture in picture, để ghép hình ảnh của cả camera trước và camera sau một lúc, rất là tiện dành cho anh em hay làm vlog hoặc đơn giản là muốn chụp ảnh cho một hội bạn mà vẫn muốn cho mặt mình vào. Về camera selfie của chiếc máy này thì mình thấy chất lượng ở mức khá. Nếu các bạn chụp đủ sáng thì màu da tươi tắn, chi tiết tốt và có một cái điểm hay. Mặc dù mặt trước chỉ có một camera thôi nhưng xóa phông tương đối ổn, không bị lẹ mấy, chỉ một số trường hợp đặc biệt, những thanh niên editor kênh mình chẳng hạn, có quả tóc tổ quạ, thế nên là một số sợi tóc sẽ bị xóa lẹ, còn lại từ áo, từ cổ và từ khung kính các thứ thì xóa phông khá là tốt. Nhưng lại là một cái nhưng nữa, nếu các bạn chụp ảnh selfie ở điều kiện ánh sáng phức tạp thì sẽ dễ bị bết ảnh, nó không tốt như điều kiện đủ sáng, cho dù các bạn có tắt chế độ làm đẹp đi để cái chi tiết cao nhất nhưng cảm giác ảnh vẫn bị cà khá bệt để khử noi. Và có một điều đặc biệt, nếu các bạn bật chế độ HDR ở camera trước thì mọi tính năng làm đẹp auto bị tắt, cho nên anh em cần phải lưu ý nhé. Video ở mặt trước thì có thể quay được độ phân giải tối đa là Full HD 30 giây, và chất lượng video mặt trước thì lại khá là ok ở điều kiện đủ sáng. Khi chụp ảnh thiếu sáng hay ngược sáng thì cái câu chuyện nó sẽ giống như chụp ảnh selfie vậy. Và đây là chất lượng của camera trước cũng như là micro thu lại để các bạn tự đánh giá. Thì hiện tại mình đang có hai cái đèn studio chiếu thẳng vào mặt,
các bạn có thể tưởng tượng được là ánh sáng khá là tốt. Thì màu da sẽ như thế này. Thì đó, vừa rồi mình đã đánh giá chi tiết cho anh em và cũng khá là nhanh gọn về camera của chiếc Nokia 7.2 dành cho các bạn đang chuẩn bị mua chiếc máy này vẫn còn lăn tăn về chất lượng của máy ảnh. Vậy thôi nhá. Nếu các bạn thấy hữu ích, nhớ để lại một like, bấm subscribe, mua hàng đến Hoàng Hà Mobile, đọc pass mã số mail hoặc click bất kỳ link nào dưới phần mô tả video. Trong đó thì có cả Facebook, Instagram các thứ của mình để anh em có thể follow, chém gió và cùng nhau trao đổi với mình về các vấn đề công nghệ. Các bạn thích xem gì, bình luận bên dưới. Còn đâu thì nhớ bấm chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Xin chào anh em và hẹn gặp lại. Peace!